Puka vừa công khai yêu Jin Tuấn Kiệt đã đáp trả lạnh tanh một tin đồn, nhắn thẳng cộng đồng mạng đừng trông chờ. Những ngày qua, hai cái tên của diễn viên Puka và Jin Tuấn Kiệt có thể nói là chủ đề bàn tán, được dân tình quan tâm nhất trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, tạo nên cú nổ truyền thông khi cả hai đã chính thức công khai mối quan hệ yêu đương đến với công chúng. Sau nhiều năm giấu kín và liên tục úp mở tin đồn này, đây cũng là cột mốc đánh dấu chặng đường 4 năm quen nhau của cặp đôi. Sắp tới đây sẽ là một đám cưới đang được các fan không ngừng chờ đón. Theo đó, vào tối mùng 6 tháng 9, chia sẻ trên trang cá nhân của mình, Jin Tuấn Kiệt khiến toàn bộ showbiz và cư dân mạng phải há hốc bất ngờ khi công khai hình ảnh cầu hôn thành công đến bạn gái giữ bí mật của mình trong suốt nhiều năm qua là diễn viên Puka. Kèm theo đó, Jin Tuấn Kiệt cũng viết thêm dòng trạng thái ngập tràn hạnh phúc, định 30 tuổi mới lấy vợ, ai rẻ sớm hơn, happy birthday to me. Món quà sinh nhật lớn nhất của Jin, cảm ơn gia đình, bạn bè đã luôn đồng hành cùng hai đứa, và đặc biệt cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương đẩy thuyền nhiệt tình cho hai đứa. Trong suốt thời gian qua, nay chính thức thông báo thuyền đã cập bến. Về phía đàn gái, Puka cũng hưởng ứng nhiệt tình, cô cũng có những chia sẻ. Tặng anh món quà sinh nhật to nặng hạn sử dụng cả đời miễn đổi trả. Trả lời với truyền thông cô tiết lộ, cuối năm nay tụi mình sẽ tổ chức đám cưới. Cậu ấy đã đánh dấu 4 năm ngày kỷ niệm quen nhau bằng việc cầu hôn mình, vì mình đã đồng ý ngay lập tức vì tự bản thân trước đó đã có câu trả lời từ con tim mình rồi. Tụi mình còn trẻ, đoạn đường bên nhau phía trước chắc hẳn sẽ còn dài, nên tụi mình không mong gì hơn, ngoài việc có thể cùng san sẻ cho nhau những khoảnh khắc ngọt ngào nhất trong cuộc sống, cũng như gánh vác giúp nhau những thử thách của đường đời, rồi cùng tận hưởng niềm vui khi có một người là chỗ dựa vững chắc bên cạnh. Cảm ơn các khán giả đã dành sự yêu thương cho Jin và Pu, Puka nói thêm. Giữa những thông tin xôn xao xoay quanh màn cầu hôn lịch sử của showbiz Việt thì những dự án và sự nghiệp sắp tới của cả hai sau khi thành đôi cũng là chủ đề được dần quan tâm. Giữa sức hút của show âm nhạc đình đám được lấy format từ Trung Quốc, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam là chị đẹp Đạp gió rẽ sóng, Puka cũng đang là cái tên hàng đầu được người hâm mộ vô cùng mong chờ sẽ xuất hiện tại chương trình này vốn sở hữu giọng hát được ví von vui là thảm họa, nhưng với chị đẹp gạp gió dễ sóng, format là tìm kiếm ra một nhóm nhạc, nhưng thực chất không phải bất kỳ thành viên nào cũng cần phải có giọng hát tốt mà dựa trên nhiều yếu tố khác. Ví dụ điển hình là việc Diệu Nhi và Ninh Dương Lan Ngọc, hai nhân vật có giọng hát không khác gì Puka, cũng đã được chương trình xác nhận là hai trong số những chị đẹp góp mặt. Việc Diệu Nhi và Lan Ngọc tham gia chương trình cũng là lý do khiến Puka bị déo tên. Mới đây khi được hỏi thẳng về vấn đề này, Puka lập tức có câu trả lời khá phũ phàng, đáp trả lạnh tanh với người hâm mộ Mọi người có nghe Ba là tam tai đó Bộ ba tam sen cho nên Hai là được rồi Hai chị đẹp Lan Ngọc Diệu Nhi là đủ rồi Tôi vô là tam tai đó Nên mọi người đừng có chờ trông gì ở Puka hết đó Tôi vô là banh chương trình người ta Câu trả lời vừa vui vừa thật này của Puka khiến nhiều người hiểu rõ được cô ngầm xác nhận sẽ không tham gia chương trình này. Dân tình cũng cho rằng có thể Puka đang tập trung vào chuyện cá nhân hơn và những tháng cuối năm 2023. Trong đó là một lễ cưới quan trọng với Jin Tuấn Kiệt được các fan vô cùng trông chờ mà cô đã thông báo từ trước. Tình trường của Puka và Jin Tuấn Kiệt trước ngày thành hôn, đàn trai yêu bốn người nhưng mau quên, đàn gái có mối tình ba năm đầy tiếc núi. Tối ngày 6 tháng 9, Buka Gin Tuấn Kiệt khiến dân tình dậy sóng khi chính thức công khai chuyện tình cảm. Đúng sinh nhật 29 tuổi, Gin Tuấn Kiệt đăng tải hình ảnh bên Buka. Đang chú ý Buka khoe những cầu hôn, cặp đôi cho biết đã hẹn hò được 4 năm và quyết định tổ chức đám cưới vào cuối năm nay. Trước khi chính thức nên duyên, cặp đôi cũng trải qua một số mối tình. Trước khi đến với Buka, Gin Tuấn Kiệt đã trải qua 4 mối tình. Anh cho biết là người mau quên nên không hề vương vấn chuyện cũ. Lần quen lâu nhất là 5 năm và thấp nhất là 7 đến 8 tháng. Gin từng chia sẻ năm 20 tuổi khi anh mới bắt đầu xây dựng sự nghiệp. Gia đình người yêu muốn cả hai kết hôn, nam diễn viên quyết định chia tay để cả hai được tự do. Đặc biệt, nam ca sĩ tiết lộ anh từng quen bạn gái lớn hơn 5 tuổi. Lúc đó em học đại học năm nhất và mối tình này kéo dài được 7 đến 8 tháng. Do có một số chuyện cá nhân nên không thể tiến xa được. Và em là người chủ động với người ta vì thấy dễ thương quá. Gin Tuấn Kiệt tâm sự. Nói về mẫu bạn gái, Gin cho biết anh thích đơn giản, Kiểu phụ nữ gia đình biết nấu ăn không cần phải xinh xuất sắc, chỉ cần dễ nhìn, đáng yêu, biết quan tâm, biết suy nghĩ nhưng cũng phải có tính cách một xíu. Có gì đó lạ, đặc biệt so với mặt bằng chung. Khi nhắc đến các đồng nghiệp từng được ghép đôi, kiên Tuấn Kiệt bày tỏ, đa phần các bạn nữ tham gia chương trình chung với em là nhân vật nữ trong showbiz mà em quen biết chỉ tương tác theo kiểu đồng nghiệp bạn bè. Em chưa tìm hiểu kỹ, nên cũng chưa rõ tính cách. Sau máy quay của mọi người, Em nghĩ đó là cái mà em cần biết nhất tại vì trước máy quay hay trên sân khấu thì tất cả mọi người sẽ là một phiên bản khác cho nên chưa rõ là sẽ nhắm đến ai. Nếu mà được thì một người như chị Ellie chẳng hạn. Puka và Diệp Tiên từng phải lòng nhau khi tham gia một chương trình game show hài vào năm 2016. Tại thời điểm đó, Diệp Tiên đảm nhận vai trò đạo diễn của chương trình trong khi Puka là thí sinh. Trong quá trình làm việc cùng nhau, Diệp Tiên bị thu hút bởi vẻ ngoài dễ thương nhỏ nhắn của Puka trong khi Puka ấn tượng bởi sự lăn xả và tận tâm trong công việc của anh. Sau khi chương trình game show kết thúc, họ chính thức bắt đầu mối quan hệ. Buka từng chia sẻ về khoảng thời gian chung sống với đạo diễn Diệp Tiên. Cô kể bạn trai Hiền Lành trách nhiệm là bất cứ điều gì để bảo vệ và chăm sóc tôi. Buka từng bày tỏ hạnh phúc khi ở bên vị đạo diễn này. Tôi cảm thấy may mắn khi gặp được một người đàn ông sống trách nhiệm và chu đáo. Chúng tôi đã cùng nhau mua một căn hộ và một chiếc xe hơi. Dù xảy ra mâu thuẫn, Diệp Tiên luôn là người đứng ra xin lỗi đầu tiên để duy trì tình cảm với bạn gái sau khi chia tay Buka, Diệp Tiên quyết định định cư tại Mỹ cùng gia đình. kể từ đó, anh trở nên kín tiếng hơn trong chuyện tình cảm và hiếm khi chia sẻ về cuộc sống mới trên mạng xã hội. chỉ trong vài lần hiếm hoi, hình ảnh của Diệp Tiên xuất hiện trên mạng xã hội trong các cuộc gặp gỡ với bạn bè và đồng nghiệp nổi tiếng trong ngành giải trí Việt Nam. so với trước đây, Diệp Tiên có vẻ mập mạp hơn một chút nhưng vẫn giữ nguyên phong cách ăn mặc đơn giản. Buka trổ tài nấu nướng chiêu đãi ba mẹ Kim Tuấn Kiệt trước thềm đám cưới. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Ghiên Tuấn Kiệt đăng một bức hình Buka đang cặm cụi nấu nướng kèm dòng trạng thái, vợ anh đảm đang quá đi, khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú. Ghiên Tuấn Kiệt cho biết, hôm nay Buka đến nhà của mình và đi chợ nấu nướng chiêu đãi ba mẹ mình, anh thấy vô cùng hạnh phúc trước hành động của vợ sắp cưới, xứng đáng là cô con dâu 10 điểm. Cặp đôi Tân Lan, Tân Nương tháng 11, Ghiên Tuấn Kiệt và Buka rộn ràng chuẩn bị cho ngày trọng đại. Những ngày vừa qua, showbiz Việt trần trần khi hàng loạt cặp đôi có tín hiệu chuẩn bị về chung nhà trong năm 2023. Vừa công khai yêu, đã xác nhận sắp cưới, Buka và Gin Tuấn Kiệt đang trong giai đoạn cùng nhau chuẩn bị mọi thứ cho ngày trọng đại. Cả hai đã thử váy cưới, áo dài cưới và chụp bộ ảnh kỷ niệm cùng dàn sao Việt. Đến mới đây, netizen rầm rộ thông tin Buca và Gin Tuấn Kiệt sẽ tổ chức đám cưới ở nơi đặc biệt. Kim Tuấn Kiệt là người gốc Huế nhưng sinh sống và làm việc chủ yếu ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn Buka là cô gái đến từ Đồng Tháp, quê mẹ của Kim Tuấn Kiệt cũng ở Đồng Tháp. Thế nhưng theo thông tin được lan truyền, Buka và Kim Tuấn Kiệt đã đặt lịch để cùng khảo sát địa điểm tổ chức đám cưới ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Trước đó, phía đàn trai cũng từng ấp mở về chuyện tìm một địa điểm tổ chức lễ cưới ở biển, nên cư dân mạng dự đoán Buka và Kim Tuấn Kiệt sẽ có thêm một hôn lễ đặc biệt ở nơi khác quê hay thành phố Hồ Chí Minh. Vào tối ngày 2 tháng 10, Buka đã đăng đoạn video mới trên mạng xã hội khiến netizen chú ý. Nữ diễn viên sinh năm 1989 chia sẻ khoảnh khắc bên ông xã tương lai Gin Tuấn Kiệt. Trong clip này, Gin Tuấn Kiệt đã dành nhiều lời khen ngợi cho Buka nấu ăn rất ngon, đó là điều mà Gin thích nhất. Cá nhân mình là một người thích ăn cơm nhà, cho nên có một người phụ nữ bên cạnh nấu ăn ngon thì còn gì tuyệt vời bằng. Đặc biệt, Gin Tuấn Kiệt còn tiết lộ chuyện được Buka chăm chút, luôn cố gắng nấu tất cả những món ăn mà anh thích. Một người cũng rất là hay, như ghi thèm bột chiên nhưng cũng có những lúc không thể mua bột chiên được, thì ở nhà tự chế, lấy bột tạo ra bột chiên luôn. Còn nói thèm phở quá cũng nấu cho ăn, cơm sườn, cơm tắm nữa. Nói thèm là lấy sườn cho ướp làm cơm sườn, cơm tắm tại nhà. Sau thời gian hẹn hò bí mật, vào tối ngày 6 tháng 9, Kim Tuấn Kiệt công khai cầu hôn Buka vào đúng ngày sinh nhật 29 tuổi. Anh hài hước chia sẻ, đến 30 tuổi mới lấy vợ, ai dè sớm hơn. Cảm ơn gia đình bạn bè đã luôn đồng hành cùng hai đứa. Đặc biệt cảm ơn khán giả luôn yêu thương để thuyền nhiệt tình cho hai đứa trong suốt thời gian qua. Này chính thức thông báo, thuyền đã cập bến.